các bác thân mến, chiều chủ nhật lại vừa mới nốc rượu về, rồi đang tính cắt bỏ thêm hoa giấy này chơi hoa đủ rồi. Vừa rồi mới đợt khách ở quê ngoại lên chưa, có tí hoa thôi để chơi thôi, chứ mình làm cắt bị cắt sớm nhưng mà mình giữ lại chơi tí hoa. Đấy, bây giờ là có tí rượu vào là cắt sướng lắm, ngọt lắm các bác, sai xin lỗi. Rồi các bác làm luôn nhé. Nói sơ cây này này, cây này là mẹ tính làm một cây hoa giấy thác đổ xuống này, một ngọn rượt lên này. Tay này thì đang mạnh quá cắt đi, tay hai cái tay trên mạnh quá cắt đi. Đấy, cắt đi cho nó dễ nhìn các bác nhé, để không các bác nhìn hoa hết vứt hết trời bời gì. Sao bác? Dùng mặt gạo đi cháo. Đến đấy hôm nào cũng có mặt để ăn miếng kia không có mầm.
Đấy, các bác đã nhìn thấy có khi thác nước đổ không chưa? Bây giờ là vào dây cho mấy cái tay kìa cho nó điều luyện tí. Đấy, tay trên kia vẫn đang bị to quá nhỉ, cái góc trên này. Đấy, suy nghĩ xem. Ôi giời, lại thành cái phổi. Tạm thời thế đã các bác nhỉ. Rồi, ý tưởng của em là sẽ không chia tay rõ ràng ở phía này, ở phần trên nhé, và làm một cái đường tam giác lên đây. Đang đây và đổ xuống đây, đổ xuống.
đổ xuống, đổ đều xuống đây. Còn cái tay này thì để làm chia một số tán nghệ thuật này. Đấy, chia một số tán nghệ thuật này. Đấy, thì cũng phải thời gian nữa. Nhưng mà cái này sẽ nhanh thôi. Cái này sẽ nhanh thôi. Mùa này mùa rất nhanh. Đang chồi đâm chồi lộc rất là kinh khủng. Mai động vào nếu lâu lâu thì không sẽ không động vào nó nữa. Đấy. Mình muốn giật một cái mầm ở đây. Rồi, bày ở đây. Và sẽ chia tầng ở đây. Từ trên xuống dưới. Đấy. Chúng là một cây phôi tương lai. Một cây phôi rất tương lai. Một cây phôi rất tương lai. Cái này, cái ngọn này sẽ giật xuống đây. Để làm cái ngọn chính của nó này. Đó. Thì cây này chỉ thế thôi. Chứ chưa làm gì mà để cho nó một phút lên tiên được các bạn nhỉ. Khó lắm. Là mình có cái gì cơ sở gì. Mấy cây này là chích cái đi cắm là lên đấy. Dâm xuống là lên đấy. Cái này ủng tủng quá của lão rồi không nhận ra. Lão hồi mà không nhận ra nó đây.